được yêu, cho phép được yêu. Let's go. Cool. Diễm Hương xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Cho phép được yêu. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Chương trình Cho phép được yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện và phát sóng vào lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp những vị phụ huynh cùng với lại bốn người con của họ ngay sau đây nhé. Xin mời. Ngày hôm nay trong chương trình Cho phép được yêu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bốn vị phụ huynh cùng với các cô con gái người xinh đẹp và tài giỏi. Gia đình đầu tiên, mẹ Ánh Hồng, con gái Bình Minh. Mẹ tự tin, con gái truyền thống. Tiếp theo, mẹ Cẩm Nhung, con gái Thúy Nga. Mẹ hiện đại, con gái cá tính. Thứ ba là ba Vũ Hùng, con gái Lan Anh. Ba Điềm Đạm, con gái lạnh lùng. Và gia đình cuối cùng, mẹ Tường Vân, con gái Mỹ Duyên. Mẹ dịu dàng, con gái ngoan hiền. Dạ, tôi tên là Đặng Ánh Hồng, 60 tuổi. Con gái là Nguyễn Đặng Bình Minh, 22 tuổi. Tại tôi là giáo viên, giáo viên tại gia. Con gái là diễn viên sân khấu và là MC. Tôi là Trần Thị Cẩm Nhung, đến từ Cần Giờ, 52 tuổi, là mẹ của Quỳnh Thị Thúy Nga. Nhà là nuôi tôm, nuôi cá thôi. Con gái 24 tuổi, nó kinh doanh mỹ phẩm ở Sissimore, quận 7 á. Tôi là tên Lê Vũ Hùng, tôi là ba của Lan Anh. Năm nay tôi 57 tuổi. Dạ, hiện tại chú đang làm nghề tóc. Nghề tóc à? Dạ, dạ Lan Anh nay 30 tuổi, làm người mẫu ảnh. Yeah. Dạ, vâng, xin cảm ơn chú. Cô tên là Tường Vân. Năm nay cô 43 tuổi, là phụ huynh của Mỹ Duyên. Cô là công ty kinh doanh tại thành phố, mà quê thì ở Bình Thuận. Con gái năm nay 22 tuổi, đang làm bên ngành spa. Wow. Chàng trai ngày hôm nay là một nhân vật tên là Vũ Tài Chí, 23 tuổi và hiện nay làm bartender, chủ cửa hàng thức uống. Chúng ta hãy cùng xem clip ngay sau đây. Với chiều cao 1m80 và ngoại hình mảnh bao lịch lãm, Vũ Tài Chí dễ khiến người khác ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Điểm mạnh của Tài Chí chính là tài nấu ăn và pha chế thức uống. Ngay từ khi còn đi học, Tài Chí sớm ghi được dấu ấn với giải nhất cuộc thi ẩm thực ba miền. Tài Chí hiện đã có thể khẳng định thành công của mình khi làm chủ của cửa hàng thức uống Đài Loan. Bên cạnh đó, Tài Chí còn sở hữu cho mình một giọng ca ấm áp. Anh đã gặt hái được hàng loạt các giải thưởng như giải nhất tiếng hát sinh viên, giải nhì cuộc thi khúc hát quê hương. Ngoài ra, Tài Chí còn có một tài lẻ là làm ảo thuật. Khi nói về gia đình mình, Tài Chí cho biết rằng mình dành tình cảm cho mẹ rất nhiều. Bởi vì khi còn nhỏ, ba mẹ đã từng ly thân và Tài Chí phải sống với mẹ. Chính vì thế, Tài Chí và mẹ luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhau hệt như hai người bạn. Mẫu người yêu lý tưởng của Tài Chí là một cô gái không cần quá xinh, chỉ cần dễ thương và hiền lành là được. Lời nhắn nhủ dễ thương của Tài Chí dành riêng cho các quý cô ngày hôm nay: chỉ cần bên cạnh nhau thì em ở đâu anh ở đó, kể cả ở rể. Chỉ cần em ở đâu anh ở đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ Vũ Tài Chí. Xin mời. Let's go. Wow.
lời nào giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được xem không? Biết không ạ? À, lời đầu tiên em xin chào tất cả các bạn khán giả. À, cũng chào cô chú ạ. Dạ, con tên là Vũ Tài Chí. Con năm nay 22 tuổi. À, nghề nghiệp của con là nghề pha chế và con pha chế cho một chuỗi quán nước của con tự nhỏ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón gia đình của bạn Tài Chí. Xin mời. Cho phép được yêu. Ủa, cái gia đình gì mà sao đẹp quá vậy? Đẹp. Ai xuất hiện lên xin nói đẹp cả một đội hình luôn á. Anh xin giới thiệu đây là ba của em. Dạ, ba tên là Trung. Và đây là bạn thân nhất của em tên là Chiến. Và ngoài ra còn có chị ruột của em tên là Nhung ạ. Hôm nay con trai mời tôi đến đây để đi ra mắt ạ. À, xem mắt. Thì cảm giác, cảm xúc của bác lúc này như thế nào ạ? Cũng là lần đầu tiên ngồi muốn đi tìm bạn gái cho bạn con. Bạn gái cho con. Dạ. Là cũng hơi có hơi cảm xúc. Xin chúc cho cả gia đình ngày hôm nay sẽ tìm được người hợp lý, hợp tình với lại bạn Tài Chí của chúng ta. Cho phép được yêu. Ở vòng 1 này, mỗi phụ huynh sẽ đưa ra một từ khóa để miêu tả đặc điểm nổi trội của con mình. Qua từ khóa đó, gia đình Tài Chí sẽ có thêm những gợi ý về đặc điểm, tính cách con dâu tương lai của mình. Hãy cùng xem bốn gia đình nhà gái sẽ đưa ra những từ khóa thú vị nào ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Let's go. Và bây giờ mình sẽ đến với từ khóa đầu tiên của gia đình, thứ nhất là của cô Ánh Hồng. Từ khóa của con gái tôi là lúa. 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 Wow. Lúa. Hay là không có được gu sành điệu. Lúa ở đây theo bọn cô nghĩ là một người con gái mà chân chất, chất phác, thật thà. Cái đó trong tưởng tượng bạn có nghĩ lúa là như vậy không? Theo em thì vẫn có thể là nó không được hiện đại cho lắm. Ừ. Nhưng mà theo em quan trọng nhất vẫn là tính tình. Ừ. Và vẻ bề ngoài dù họ có lúa hay là dù họ có dưới quê lên, nhưng mà nếu mà họ tốt là em được. Cô giải thích rõ lúa là gì ạ? Dạ, đàn trai đã hỏi thì tôi xin giải thích. Từ lúa ở đây có nghĩa là cái từ chân thật nhất, hiền lành nhất và truyền thống. Từ nhỏ đến lớn là bé thích để tóc dài. Mà cái chuyện mà chăm sóc tóc á, là mẹ chăm sóc cho bé, mẹ sử dụng bột kết với lại xả với lại chanh. Cái từ lúa cũng bắt nguồn từ đó. Từ khóa của bé Quỳnh Nga là bơ. 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 Bơ có nhiều loại bơ lắm. Bơ sáp, bơ bút. Bơ bút. À, thích ăn bơ. À, thích ăn bơ. Hay là người ta gọi, hay là mỗi lần giận lên là bơ người ta luôn. Em có nghĩ vậy không? Đối với em chữ bơ đó là làm sao? Em nghĩ bạn gái này thích ăn bơ. Không phải, bơ không phải là mình thích ăn bơ. Nhưng mà tại vì mọi người cứ nghĩ nó bơ là nó hay lơ là chảnh chẹ. Nhưng thật sự nó rất là gần gũi, rất là dễ thân thiện. Dạ vâng. Ví dụ con cái chị gặp con trai tôi bơ luôn sao? tại vì đặt tên là bơ mà. Nhưng mà nhiều khi gặp con trai bác là khó bơ lắm, khó bơ. Cô nhìn thấy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Quá chuẩn luôn, cô ưng ý rồi đó. Mà không biết là có ưng con cô hay không nữa đó. Vậy là phải sử dụng tất cả mọi cách để mà lôi chàng dễ này về chứ, đúng không ạ? À, đúng rồi. Thì bây giờ bước qua gia đình thứ ba để xem từ khóa mà chú Hùng dành cho con gái của mình là gì ạ? Từ khóa của chú là hot. Hot. Hả chú? Hot girl. Hey, hot có nhiều loại hot nha. Hot girl. Hot là cũng theo kiểu là hot líu lo nè, đúng không? Là... hoặc là nóng tính nữa. Theo em nghĩ thì hot là một người con gái được mọi nhiều người biết tới. Giống như là hot giống như là một người mà hot face hay là người mà có cái ngoại hình cũng giống như cái cá tính là thu hút nhiều đám đông, đúng không? Dạ đúng rồi. Nó có trùng khớp với lại ý của chú không ạ? Cái từ hot đó là từ nóng tính đó con. À, nóng tính. Thấy chứ.
Nhưng mà nóng tánh là tùy chuyện hay là chuyện gì cũng nóng chứ? À, cái tùy chuyện, nhưng mà làm không phù hợp của nó là nó nóng tánh, nó bỏ đi, nó không hơn thua ai hết. Cái lần mà nóng nhất rồi là có hành động đập phá hay là lớn tiếng gì không ạ? Dạ không, không có lớn tiếng mà không có đập phá gì, vẫn vui vẻ là ai nói là bỏ đi thôi. Dạ. Vậy là cái này nóng ngầm mà. À, cho em hỏi thêm là nghề nghiệp hiện tại như thế nào? À, nghề nghiệp hồi xưa lúc trước đó, cháu làm xì ba, làm gì mà trang điểm da mặt tóc. Makeup. Rồi sau này cháu bỏ rồi cháu mới lại ra làm người mẫu ảnh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị trí cuối cùng, vị trí chiếc ghế thứ tư, với vị phụ huynh là mẹ Tường Vân. Và từ khóa mà cô dành cho Mỹ Duyên là? Từ khóa của cô là dành cho Mỹ Duyên là ướt. Ướt? Ướt đây là ướt hay là ướt ao ạ? Ướt có nghĩa là ướt, ướt át á. À rồi. Con gái gì chắc hay, hồi bé hay khóc lắm nên mới đặt tên là mít ướt ha, ướt ha. Dạ, dạ không, cũng không phải là hay khóc. Nhưng mà cái ước nên giống như là nói chung là Duyên có một cái sự mềm yếu trong chuyện tình cảm á, cho nên là mình ước lắm. À, mình cứ gọi là ước thôi. Dạ. Bạn tài trí nghĩ sao về từ khóa này ước ác? Theo em nghĩ thì con của cô là một người rất là mít ước. Dễ rơi nước mắt à. Không biết là có đúng ý của cô không ạ? Chính xác là vậy. Con gái của cô nó cũng như là nó cái tình cảm thì nó cũng như vậy đó. Có nghĩa là nó thích một cái chàng trai nào mà để giống như là dung đắp mà để mà thiệt tình và là cũng như là lo cho cô ấy. Cô ấy có nghĩa là trong chuyện tình cảm cô ấy rất là mềm yếu. Chúng ta đang có 4 từ khóa. Dạ. Đầu tiên là lúa, hai là bơ, ba là hot và 4 là ướt. À, bây giờ thì sẽ đến một giai đoạn khá là đặc biệt trong vòng 1 này. Và xin mời gia đình thảo luận ngay sau đây. Và cái tên ấy là ai? Chọn số 2, mẹ Cẩm Nhung, con Thúy Nga. Mẹ Cẩm Nhung và con Thúy Nga với vị trí thứ 2 và từ khóa là bơ. Lý do vì sao vậy? Tại sao? Chú chọn đây là chú chọn cái cảm giác thôi nha. Tại vì chưa được nhìn thấy người thật. Với một phần là chú cảm thấy cái bơ không có hợp với cái phong cách của tài trí. Vậy là không hợp với phong cách của tài trí. Em có nghĩ vậy không Trí? Dạ, em là một người rất là thân thiện với mọi người. Với lại khi mà mình trong một cái ngành phục vụ khách hàng thì mình nên thân thiện với mọi người. Dạ. Mẹ Cẩm Nhung, cảm giác của cô bây giờ như thế nào? Thì cảm xúc bị từ chối thì cũng buồn chứ. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái duyên con của mẹ không đến thì đâm ra phải chấp nhận thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón bạn Thúy Nga lên đến sân khấu này. Xin mời. Let's go. Mặt đúng với tên Thúy Nga, rất là xinh xắn, dễ thương, nhỏ nhắn người. Xin mời bạn có một vài lời để chia sẻ cùng với quý vị khán giả nào. Dạ, em xin chào mọi người và xin chào các vị khán giả. Dạ, em bị loại đầu tiên thì em cũng có hơi buồn, nhưng mà em hy vọng
em hy vọng là anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh hơn. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng cái quyết định của nhà trai loại bạn vì cái từ bơ là nó đúng không? Mình có bơ thiệt ta không? Dạ không, tại nhìn em thì cũng hơi chảnh nhưng mà không, tại với lại là em cũng hơi bị cận á, nên là nhiều khi em nhìn mọi người á thì mọi người sẽ nghĩ là em bơ, tại vì thật ra là em không có nhìn thấy mọi người. Dạ, nhưng mà thật ra nếu như mà bạn bè với lại người thân á, tiếp xúc với em á, thì sẽ thấy là em rất là gần. Tức là do đôi mắt của bạn bị cận thôi, mà không nhìn thấy thôi. Gia đình mình ơi, thấy Thúy Nga ngoài đời thiệt rồi nè, ấn tượng của mình như thế nào? À, cô rất là xinh đẹp, dễ thương. Nhìn vẻ ngoài thì không có giống như là cô nói, thấy cũng rất là hòa đồng và dễ gần, dễ mến. Em cũng thấy tiếc khi mà phải lại một người dễ thương như vậy. Cũng rất là cảm ơn Thúy Nga cũng giống như là mẹ Cẩm Nhung. Xin mời mẹ Nhung lên đây. Dạ vâng. Rồi, hai mẹ con rất là đẹp và dễ thương. Vâng, xin cảm ơn hai mẹ con và xin chào. Sao khó qua đi, bao gia đình đều muốn kết duyên, phải nữa cho làm sao đây? Buông xuôi đi, cho phép được yêu, let's go. Cho phép được yêu. Vậy là Thúy Nga đã rời khỏi chương trình với nhiều sự tiếc nuối của gia đình nhà trai. Vấn đề tuổi tác đã làm Thúy Nga cảm thấy lo lắng. Chính vì vậy, việc dừng lại ở đây có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Chỉ còn 3 ứng viên, liệu gia đình tài trí có may mắn tìm được một cô con dâu ưng ý phù hợp với con trai của mình? Chúng ta cùng chờ đợi nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình và cùng xem đoạn clip sau đây. Con gái tôi là một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà nó có cái tính lôi nhoi. Ở nhà hay gọi nó là lật đật, tại vì bé hay xông xáo chỗ này chỗ kia, không hề yên một chỗ. Nhưng mà được cái là tính nó rất cẩn thận, đồ đạc rất là ngăn nắp. Bình Minh rất là chịu thương, chịu khó. Người ta gọi là cần cù, bù thông minh. Bé học rất là giỏi môn hóa. Hồi học cấp 2, bé được vô đội tuyển của học sinh giỏi đi thi môn hóa. Bé thì rất là thích vẽ và thích hát dân ca. Hát thì tạm tạm thôi nhưng mà lại cứ líu lo suốt ngày. Tóc dài. Cái niềm tự hào của tôi đối với con gái tôi là tóc dài và mắt rất là to. Nói tật xấu thì nó thích ngủ nướng ngày Chủ nhật. Nó nói là con ước ao là ngày Chủ nhật là con được ngủ từ sáng cho đến chiều. Lúc nào mà con thích thì con thức dậy, còn nếu không thì thôi con cứ ngủ hoài mẹ. Mẹ khỏi cần gọi con dậy ăn uống. Tôi mong là khi đến đây có một chàng hoàng tử nào đó thương yêu nó và thương cả thân hình mũm mĩm tròn trịa của nó. Nếu tới nay con chọn con gái của mẹ thì sáng mai con sẽ được ngắm tới hai Bình Minh. Nếu tối nay con chọn con gái của mẹ thì sáng mai con sẽ ngắm tới hai cái mặt trời lần đó con à. Có nghĩa là trong cuộc đời em sẽ không bao giờ có những ngày u tối. Yeah, chính chỉ xác. Có những ngày rực rỡ. Cô Tân gọi đầu bé Lành à. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Dạ, dạ thưa anh, dạ thưa đàn trai. Con gái tôi gọi đầu mỗi tuần hai lần ạ. Tóc cô ngắn thế này ngày nào tôi cũng gọi. Dạ không anh. Mỗi ngày thế mình gọi hai lần luôn. Mỗi ngày mà tóc dài mà mỗi ngày bởi gọi là nó bị lạnh chân tóc, nó rụng nhiều lắm anh ơi. À, vậy thôi, dạ. Xài dầu không tốt rồi. Rồi sau này có con có cháu có chăm sóc kỹ lưỡng không? Dạ kỹ chứ anh. Tại vì bồ kết đó, cái tính sát khuẩn rất là cao anh. Cái xả với lại bưởi thì nó rất là thơm anh. Nên anh yên tâm cái vụ vệ sinh đi anh ơi. Không có hôi hám gì đâu anh ơi. Vô nghề, vô hệ rồi. Vô hệ. Chúng ta đến với vị trí thứ hai. Đó là ba Vũ Hùng và bạn Lan Anh. Qua clip ngay sau đây, xin mời. Rồi.
Hương Anh nhà chú rất là ngoan, vui vẻ và hòa đồng. Con gái chú vừa làm mẫu ảnh vừa kinh doanh thời trang ở nhà. Ngoại hình của con gái chú thì rất là vừa, chứ không mập, không ốm, thân hình rất đẹp. Điều mà chú thích đó là khuôn mặt của con gái chú là trái son, nó giống mẹ nó. Thời gian mà nó rảnh rỗi đó, nó cũng về phụ với chú làm tóc đó. Nó về hỗ trợ cha mẹ, để cha mẹ khỏi vất vả. Vì do đó mình thấy con gái mình nó có hiếu. Nói chung là con gái chú đi ngoài trời chụp hình thì ngoài nắng nó thì chú cũng thấy sốt. Thấy nó về thấy cũng khổ cực, cha mẹ thấy cũng thương. Chú cầm tờ báo chú thấy hình con gái mình thì mình cũng vui vẻ. Mình cũng tự hào về con gái mình. Chú mong Lan Anh kiếm một người về chung mấy nhà để không lội nắng mưa kiếm đồng tiền nữa. Tính xấu con gái chú thì nó nóng tánh. Lúc mà nóng tính nó hay bỏ đi ra ngoài. Tính nó khó tính là phải cho đúng giờ. Còn mà làm gì mà trái giờ thì nó bực bội. Tính nó nguyên tắc mà không chụp hình tới trễ nửa tiếng là nó bỏ về. Nó khó tính lắm. Ai mà chọc nó là nó bực liền lắm, khó chịu lắm. Có hôm mà uống cà phê với ba đó, có người lại chọc kẹo nó đó, thì nó muốn quýnh người ta luôn. Phải giật mình ba phải can lại con. Ba mong sau này con làm rể của ba, con phải soi dịu tính cách của Lan Anh. Nếu con chọn Lan Anh, chắc chắn cuộc đời nở hoa. Nở hoa trên người hay nở hoa trong tim là do thái độ quyết định. Ôi, mình thích câu cuối của ba quá. Dạ vâng, xin mời gia đình của Vũ Trí, xin mời chú Trung. Theo chú đánh giá thì bé này có cá tính đó. Cho tôi hỏi là cô bé bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 30 tuổi anh. À 30. Nếu vậy thì có ngại ngùng gì không khi đi với con trai tôi là mới hai mấy tuổi à? Cái đó tuổi tác mình không thành vấn đề anh. À tình có quy chế à? À miễn là tụi cháu nó tìm hiểu nhau là được rồi. À mà nếu bây giờ tụi cháu nó thích nhau mà tôi phản đối thì ý anh sao ạ? Nếu mà cảm thấy anh mà từ chối con gái mình đó thì mình cũng thấy hơi buồn thôi. Thì con gái mình nó cũng không tiến được hạnh phúc nó. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã có một màn tìm hiểu về bạn Lan Anh rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến ngay với lại bạn nhân vật cuối cùng là bạn Mỹ Duyên của mẹ Tường Vân với clip thứ 3. Xin mời quý vị. À, con gái của mẹ thì vóc dáng cao, được cái là giống ba. Gương mặt của Mỹ Duyên thì nó nhỏ, xinh xinh. Bao nhiêu chàng trai là nếu như nhìn vô phải mê mà thôi. Mình tự tin về con gái của mình lắm. Mỹ Duyên thích làm đẹp, mà về thì cũng hay kêu mẹ là làm đẹp, mẹ chăm sóc da. Con gái cũng hay trang điểm đồ cho mẹ lắm. Khi mà học xong đại học cái ngành dược thì Mỹ Duyên xin mẹ nói thôi con thích qua học cái ngành là makeup với lại bên thẩm mỹ viện. Con gái mà biết làm đẹp mình nghĩ là một cái lợi thế. Đầu tiên là đẹp cho bản thân mình, sau đó là đẹp cho tất cả chị em phụ nữ. Với lại hai nữa là khi mình làm đẹp thì rất là tự tin. Bây giờ Mỹ Duyên đang làm ở C3, nhưng mà cũng sắp sửa là còn lên quản lý. Tính tình của con gái mẹ thì nói chung là đôi lúc cũng hơi cáu gắt. Rồi có đôi lúc thì cũng nhẹ nhàng thùy mị. Chuyện gì đáng thùy mị thì thùy mị. Nhưng mà cái về chuyện tình cảm á, thì cũng hơi khó tính một tí. Mỹ Duyên trải qua cũng ba mối tình. Sở thích của Mỹ Duyên ấy thì thích một cái chàng trai thật tình, cao ráo và biết quan tâm. Nếu con chọn Mỹ Duyên thì Mỹ Duyên đẹp, mẹ cũng đẹp, con cũng đẹp, mà sau này con của con nó cũng đẹp. Cả nhà mình đẹp đỡ không nổi luôn á. Cả nhà cũng đẹp đỡ không nổi luôn. Dễ thương. Cô cho tôi hỏi là Mỹ Duyên là toàn đi massage cho nam giới trong video à? Dạ không. Cái video vừa chiếu. Dạ massage thì Mỹ Duyên học bên ngành massage là Mỹ Duyên làm cho nữ ạ. Video lại thấy đàn ông. Dạ, ý là cái video này thì chung với là nam nữ gì. Cái lúc mà mình massage thì chỉ là massage thư giãn thôi. Dạ, bây giờ là Mỹ Duyên là lên quản lý rồi, cho nên là không còn massage cho nam nữa, cho nên là anh cứ yên tâm. Vậy là trước đây lúc còn là làm trực tiếp thì là massage cho nam nhiều không con?
Dạ không, cái đó là lúc cảnh là giống như là mỹ duyên là học thôi. Học thì cô giáo cho mình thực tập là nam nữ đều rồi, dạ, chứ không phải là massage cho nam. Dạ. Mà là hiện tại thì mà mỹ duyên là làm phòng massage là cho nữ chứ không phải là nam. À, vừa rồi thì chúng ta đã có thể tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về ba nhân vật nữ của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút quan trọng, đó là sau ít phút hội ý của phía gia đình Tài Trí thì chú Trung sẽ đưa ra quyết định loại người nào sẽ không phù hợp với con trai mình trong vòng thi thứ hai này. Xin mời chú Trung và gia đình. Cha Vũ Hùng, con là anh. À, cái tên với vị trí ở số 3 là dạ. Bố Vũ Hùng và bạn Lan Anh là dạ, người mà bố Trung cho là không phù hợp với Tài Trí ở vòng này. À, với lý do vì sao vậy ạ? À? Xin mời bố Trung chia sẻ một chút xíu ạ. Thì theo nói từ đầu thì thấy chênh lệch tuổi tác quá đó. À, là một phần là chênh lệch về tuổi tác vì bạn năm nay cũng đã 30 tuổi rồi. Chắc hẳn là tất cả quý vị chúng ta cũng đang rất là nóng lòng không biết là cô nàng Lan Anh nhìn ở ngoài như thế nào, đúng không nào? Và bây giờ xin mời Lan Anh. Let's go. Bạn suy nghĩ như thế nào về lý do ba Trung đã đưa ra? Dạ, theo em suy nghĩ em bị loại ngay vòng 2 thì em cũng hơi buồn, hơi tiếc tí xíu. Nhưng mà em suy nghĩ là nên theo quyết định của gia đình. Vì có thể tuổi tác của em quá lớn tuổi so với lại bạn ở đây. Cảm thấy khi mà hai bên gặp mặt nhau, bà con hàng xóm họ nghe thấy được như vậy thì cảm thấy nó không hay à chị. Dạ vâng. Em cảm thấy nó không có phù hợp. À, nhưng mà tiếc thì chúng ta không đi lại đi đến cùng. Nhưng dẫu sao bây giờ cũng xin được mời ba của Lan Anh là chú Vũ Hùng xuống với cùng với con gái của mình. À, chú xin cảm ơn với quý vị khán giả cho phép được yêu. Hôm nay chú tới đây là đại diện cho con gái chú. À, chú cũng rất tiếc con bỏ lỡ cơ hội con gái chú. Diện gái chú rất là dễ thương, đẹp. Dạ vâng. Và xin cảm ơn chú Vũ Hùng cũng giống như là bạn Lan Anh đã đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Và một lần nữa chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Và cái tên thứ hai được sướng tên ở vòng 2 cũng đã xuất hiện. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay vòng 3 của Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu. Ba Vũ Hùng cùng cô con gái xinh đẹp Lan Anh đã ra về. Chỉ còn lại hai gia đình mẹ Ánh Hồng và mẹ Tường Vân. Gia đình nào sẽ được ba Tài Trí lựa chọn Cho Phép Được Yêu? Kết quả sẽ có ngay sau đây tại vòng 3 trong ít phút nữa thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cô gái đầu tiên. Xin mời Bình Minh. Let's go.
phút để các bạn có thể trực tiếp tìm hiểu và trao đổi với nhau. Bắt đầu. Thì em không biết em thấy anh như thế nào. Anh, cái tủ lượng anh nó cao không? Không, anh không biết uống bia. Dạ, em thích bạn trai, em không biết nhậu. Vậy anh cũng không biết nhậu. Dạ, anh thích mèo hay thích chó? Anh thích chó. Em thích trà sữa. Anh nấu trà sữa cũng rất là ngon. Nếu mà có cơ hội thì anh mong là em sẽ được thử nó. Em cũng nghĩ là như vậy. Anh nấu trà sữa gì ngon nhất anh? Trà sữa của anh ngon nhất là trà sữa vị sô-cô-la. Tại vì nó ngọt giống như anh. Nói xong còn quéo hết luôn. Em có một cái sở thích hơi kỳ lạ một chút xíu là mấy mối em có bạn trai á, em là MC, em dưỡng da, em đắp mặt nạ. Anh có đắp mặt nạ chung với em không? Được. Anh thì rất là siêng về việc kinh doanh, làm việc rất là cần cù, nên mà khi anh có bạn gái thì anh mong bạn gái đó chia sẻ một chút công việc với anh. Em có làm được không? Em thích trà sữa cho nên em, nếu như bạn trai em làm công việc liên quan tới trà sữa thì em rất là thích. Anh cũng không dám bắt em làm những việc nặng gì đâu. Chỉ đếm tiền và giữ tiền cho anh thôi. Chỉ đếm tiền và giữ tiền cho anh thôi. Dạ vâng. Hết 3 phút. Thôi thì bây giờ mình đã tìm hiểu nhau bằng lời rồi, những cái thông tin cơ bản thì cũng đã biết rồi. Bây giờ đây là cái giây phút mà Hương nghĩ rằng á, hai bạn sẽ rất là mong muốn chờ đợi đó, hai bạn quay lại đó. Bây giờ chúng ta sẽ không còn giao tiếp bằng lời mình nói nữa. Mình không nói nữa nha. Tay đó. Phải hay tay trái chị? Tay nào cũng được, tay nào em cảm thấy em nhiều điện nhất. Hai tay cũng được luôn. Đó, rồi. Mình nắm tay trong vòng một phút nhìn nhau. Một nét nhạc lãng mạn, bắt đầu. Sử dụng hết điện mình có nha, truyền qua người kế bên. Nhìn thẳng vô mắt nhau. Nhìn nhau các bạn ơi. Bỏ qua tròng đen. Ừ. Bỏ qua tròng trắng. Bỏ qua mạch máu luôn. Chúng ta nhìn thẳng vô nhau. Xem trong đó có gì. Ta nói mái tóc thề quá thước tha còn gì nữa. Ngại ngùng e thẹn, làn da sô cô la ngọt như những gì bạn thích. Rồi, dạ vâng. Hết một phút. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cái thử thách vừa rồi đem cho bạn một cái cảm giác như thế nào? Dạ thì cũng lạ, tại vì lâu rồi thì em chưa được nắm tay người nào. Cho phép được yêu. Bây giờ mình tạm quên cái dòng điện nãy đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái thứ hai của mẹ Tường Vân. Đó là bạn Mỹ Duyên. Xin mời. Let's go. Bây giờ có 3 phút, hãy tìm hiểu nhau, bắt đầu. Thì anh cũng thích chăm sóc da mặt. Thì không biết em có ngại chăm sóc cho anh không? Nếu quen thì em sẽ làm đẹp cho hết cho anh luôn. Thì không biết là ở nhà em có siêng năng phụ giúp ba mẹ làm việc nhà không? Dạ có, hay phụ giúp gia đình, ba mẹ. Thì anh thích một mẫu người con gái thì lo lắng việc nhà,
phụ giúp ba mẹ thì anh sẽ rất là dễ bị rung động bởi những hành động đó. Nhưng mà anh thì có cái máu ghen, không biết là em làm cho anh ta thì không biết anh có chịu được hay không. Thì làm cho anh thôi được không? Làm cho anh thôi được không? Dạ được. Mình tiếp luôn đi, quay mặt lại. Đó, hai bạn đưa cái bàn tay ra, đưa đôi tay mình ra đi. Đó, rồi bạn biết phải làm gì rồi đúng không? Dạ làm gì? Trời ơi, như một tờ giấy trắng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra luôn. Rồi bây giờ một phút bắt đầu. Thái hợp thì em phải cầm tay tài khoá rồi. Hai tay nó mới đủ điện để hai tay lên đó. Một tay có 110 thôi, hai tay nó mới lên 220 được. Sao rung chứ? Nếu thích em thì anh hãy nói đi. Này người yêu ơi, em muốn uống ta tư. Ok em, ham minh ra. Một phút sao lâu quá vậy chị? Chưa hết một phút mà trời ơi trời. Ủa em muốn là kéo dài hay là em muốn kết thúc vậy? Em ngại quá. Cố lên, nó mới bước qua giây thứ 15 thôi. Bây giờ mới là giây phút 16. Dạ vâng. Rồi, và chúng ta đã hết một phút. Một phút. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với phần gây cấn nhất. Gây cấn nhất. Dạ vâng. Phần này được mang tên là Xui Gia Đại Chiến. Cho phép được tiêu. Xin chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với phần đặc biệt nhất của vòng 3, đó là Xui Gia Đại Chiến. Cho phép được tiêu. Let's go. Mỗi một gia đình sẽ đem ra cho nhà trai một báu vật. Và báu vật này có giá trị bao nhiêu thì nó vẫn còn đang nằm trong ẩn số. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với báu vật đầu tiên của mẹ Ánh Hồng. Xin mời. Cho phép được tiêu. Let's go. Wow. Em thấy có nha. Có gì? Cộm, dày. Để em sờ thử ở bên ngoài xem nó như thế nào. Nhẹ nhẹ thôi nha. Nó có cắn con không mẹ? Không cắn, nhưng mà đều cô sợ bị đổ con. À, cô sợ đổ. Bị đổ. Đổ vỡ. Nhẹ thôi. Nó cứng chị ơi. Nó cứng, nó giòn chị ơi. Rồi, em hãy từ từ nhấc cái khăn đó ra. Con này em nghi nó là một cái mâm vàng quá. Mâm là toàn vàng á. Nhiều khi mà cái mâm hộp xoàn đổ ra hộp nào là rớt hộp đó. Đúng rồi. Và báu vật của mẹ Anh Hùng đó chính là đến đây để muốn cho con gái tôi được chọn một tấm chồng. Nếu mà gia đình nhà trai chọn con gái của tôi thì lúc nào cũng ấm lòng, no lòng, ăn được những nồi cơm nếp ngon nhất, no nhất. Đây là đặc sản của quê hương tôi. À, đó là báu vật đến từ nhà của sự mẹ Ánh bánh Hồng. Chưng bánh dày. Dạ vâng. À, nhà mẹ Ánh Hồng và với bạn gái là Bình Minh. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với báu vật của mẹ Tường Vân. Tường Vân và bạn Mỹ Duyên. Xin mời. Cho phép được tiêu. Let's go. Mẹ cho phép con mở nha. Rồi, ok. Rồi. Tôi có mở. Hơi. Là màu vậy thôi chứ không có gì chứ.
Sao sao? Có cứng hay ơi? Mềm? Mềm. Mềm nhuyễn. Mềm nhuyễn, đụng tới đâu nhuyễn tới đó. Ủa? Mà hình như là không phải là một đâu, mà là tới hai lận. Hai báu vật lận, không phải là chỉ một đâu. Không. Mình sờ một hồi nó cứng rồi chị à. Hay thế em, nó có vừa tay dạ. Em hay không? Nó tròn tròn. Nó tròn tròn, vừa tay. Đặt lò khỏng trong lòng bàn tay. Ô, nó có nắp gì à? Coi chừng nó bể. Thôi chừng nó bể, thôi, không để đợi, không để đợi lâu nữa. Mình dỡ ngay đi. Nào, 3, 2, 1. Bây giờ xin mời hai mẹ sẽ sử dụng tài hùng miệng của mình để nói với anh Xui, thuyết phục anh Xui nên chọn con gái của mình. Xin mời. Cho mẹ xin nói là coi như là bây giờ ăn uống thì bây giờ cũng đâu có thiếu gì đâu. Nếu mà mình coi như là mình kinh doanh, mình có tiền là mình có quyền. Rồi bây giờ ví dụ như mà nếu mà mình làm đẹp thì mình có tiền mình cũng đi làm đẹp. Nhưng mà bàn tay của vợ yêu là sẽ massage cho mình thì nó thư giãn hơn, là nó khác hơn. Đó cho nên là con nên chọn con gái của mẹ. Con à, con nên chọn con gái của mẹ. Khi mà con chọn con gái của mẹ thì con sẽ được ăn no. Khi mà con muốn làm đẹp á thì con nói vợ của con á xay cái này ra rồi đắp lên mặt á, rất là trắng làm mịn luôn á con. Dạ. Phụ nữ mà đi làm nghề massage là không yên tâm đâu con ơi. Con à, con ơi, vợ con mà làm massage con có yên tâm không con? Làm massage bên ngoài á con có yên tâm không? Trời ơi. Mẹ, mẹ hỏi anh Xui, mẹ hỏi anh Xui. Anh ơi, con dâu anh mà đi làm nghề massage làm ở ngoài anh có yên tâm không anh? Thì theo tôi nghĩ thì xã hội bây giờ nghề nào cũng là nghề. Dạ. Dạ, biết là mình chân chánh được rồi. Dạ. Hai gia đình đàn gái đã có những cái lời hùng biện cũng giống như đưa ra báo vật của mình rồi. Thì phía đàn trai cũng đã có những cái suy nghĩ lập luận riêng của mình rồi phải không ạ? Và bây giờ là phút giây mà dành cho đàn trai có thể hội ý để có thể đưa ra quyết định chọn lựa người nào sẽ là phù hợp với lại tài trí và bạn nào chưa phù hợp với lại tài trí. Xin mời. Chọn ai? Cho phép được yêu. Gia đình của tài trí chắc đã có được cái quyết định cho riêng mình rồi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Ba Trung là đang đắn đo lắm hay sao đây nè. Xin mời quyết định của ba Trung sẽ lựa chọn ai sẽ là người mà ba Trung cùng với gia đình cho phép được yêu. Cái tên được cho phép được yêu chính là Tường Vân Mỹ Duyên. Cho đôi trẻ nên duyên. Let's go. Là bạn Mỹ Duyên, là con của mẹ Tường Vân. Không biết là có trùng khớp ý của bạn hay không ạ? À? Yeah. Vậy thì nhanh chóng đi vô trong và đón người con gái ra đi nào. Để lâu chỉ nổi ưu phiền, chỉ bằng thử sức hai nhà lên.
Vâng, xin chúc mừng với kết quả vừa rồi trùng khớp với lại tài trí cũng giống như là của ba Trung. Xin được phép cảm ơn mẹ Ánh Hồng cũng giống như bạn Bình Minh đã đến tham gia chương trình Cho Phép Được Yêu ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô ạ. Xin mời cô. Bây giờ đây, cảm xúc của bạn như thế nào? Cái lúc hồi nãy mình nắm tay á, mình run, mình bối rối. Có phải là lúc đó mình cảm thấy là mình đã loạn nhịp và mình thực sự cảm thấy rằng đây mới là cô gái mình mong muốn được yêu không? Dạ, thì cảm xúc của em lúc nắm tay bạn thì có một cảm giác rất là cảm thấy là vui. Em cũng không biết giải thích sao nhưng mà thì bạn mang lại cho em cái cảm giác đó. Vâng, đó là ý kiến của tài trí. Vậy xin được phép hỏi ý kiến của ba Trung là tại sao chọn Mỹ Duyên, trong khi lúc ban đầu á là ba Trung có một cái số gọi là nghi ngại về cái sự massage dành cho nam. Thì theo chú đấy thì cái chú nói từ đầu là nghề nào cũng vậy, ăn thua mình, chứ không phải là nghề massage là spa là xấu, không có thành kiến đó, nghề nào cũng là nghề. Vậy còn mẹ Tường Vân thì như thế nào? Cảm xúc của người lúc này mẹ của mình hạnh thì như phúc thế nào? Ở đây mẹ cũng nghĩ là một cái duyên. Khi mà chọn rồi gặp con gái của mẹ đây thì giống như một cái sự mà nắm tay để mà trong một phút mà cảm nhận được, thì mẹ nghĩ là từ nó đến từ một cái ngẫu nhiên và một cái con tim đó. Cho nên là cho phép được yêu mà, thì nói chung là hai đứa cứ tự nhiên mà tiến tới, thì mẹ cũng rất là mừng. Và ngày hôm nay, bạn Tài Trí cùng với Mỹ Duyên đã được cả hai gia đình cho phép được yêu. Và xin một lần nữa chúc cho cả hai bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ và sẽ có một tình yêu, và cũng như là ở bên cạnh nhau trên một chặng đường dài 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 thiệt dài về sau các bạn nhé. Nhưng mà hồi nãy á là nắm tay ngại rồi, bây giờ mình đã được ba nè, mẹ nè cho phép được yêu rồi. Vậy bây giờ hai bạn trẻ hãy ôm nhau một cái thật nồng thắm để thể hiện là mình đã chấp nhận một mối quan hệ mới. Cho phép được yêu đến đây cũng đã kết thúc rồi, và chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.